Dạ, em chào anh chị mến yêu của chú mến thương của em. Dạ, hôm nay em giới thiệu cho anh chị một cái căn nhà ở trong dự án Khoai Tây Eco City, thành phố sinh thái 5 sao. Nhà mình thì nằm trong dự án Khoai Tây, nằm trên trục đường Mỹ Kim D11, đường 8m, lề 3m rưỡi. Nhà có hướng là Tây Bắc, cái căn bữa mà em giới thiệu cho anh chị làm gì. Rồi, nhà ngang 5m rưỡi, dài cho 22, lô gốc sẽ khe, bên hông có cái đường 4m6, ở phía đằng sau nhà thì có cái đường 4m, nhà hướng Bắc. Rồi bữa nay anh chủ ở ngoài Hà Nội mới về anh chị, em giới thiệu cho anh chị luôn. Mở cửa, bữa em có giới thiệu cho anh chị ở ngoài rồi. Căn này thì bán với giá là 5 tỷ 6 á. Để em đi vô làm chị. Nhà này là mẫu nhà gốc sẽ khe nữa anh chị, mình thấy cái mẫu nó vậy. Rồi căn này ở đây mà mình xây dựng nhiêu anh Lộc? Căn này thì diện tích của nó là ngang 5m rưỡi, dài là 22m. Diện tích xây dựng của mình là 5m rưỡi nhưng trong 17,8m. Phòng khách của mình là đâu đó nó dao động khoảng 40 đến 42m2. Phòng khách của mình 14m2. Căn này anh thấy anh cũng ít về ở lắm à. Em thì thường thường công tác ở Hà Nội, thỉnh thoảng mới vào nhà. Thì là căn này thì em xây từ chính tay em xây nên là em rất là tâm huyết, nên là xây ở nhà nó cũng em rất là ưng thích, ưng ý của nhà. Nói chung là anh xây là ok, là cứng cáp được không? Dạ. Nhưng mà còn cái mẫu trang trí thì mình đơn giản thôi. Em thích sự tối giản đó mà. Ở đây em định là để dành một cái làm cái tiểu cảnh đó, làm một cái vườn hoa hay gì đó giả ở đây, nhưng mà em cũng chưa có thời gian để xây được cái vấn đề đó, hoàn thiện cái vấn đề đó. Ngay chỗ này em vẫn để không gian trống. Nhưng mà căn này là ở trong phòng này không? Ở đây là dưới phòng. Cái phòng này thật ra là lúc đầu em xây là nhà em là có tới 3 thế hệ rồi. Em là mẹ em với lại bà ngoại nữa. Thì cái phòng này em để dành cho bà ngoại đi lại hơi bất tiện, nên là trong phòng có toilet, có tivi sẵn cho bà hết. Cho phòng người già. Cái phòng này là nằm ở dưới tầng trệt luôn anh chị, vừa vô cách cái cầu thang. Thì phòng này diện tích đâu đó khoảng 12 đến 15 mét vuông. Nắm rõ thì em quên. phải xem bản vẽ. Cửa này anh đi ra, cửa này này của anh Cường hay gì anh? Cửa này thì cửa nhựa giả gỗ anh. Nhựa giả gỗ. Dạ vâng. Đó là ở dưới nhà vệ sinh, ở dưới cái phòng chợt đó anh chị, mình có cái phòng. Rồi đây mình có bếp. Ở đây thì cái bếp của mình. Anh làm cũng đơn giản quá, chưa đóng tủ trên tủ dưới. Tại vì không có thời gian, khi mà có thời gian về đầu tư từ từ. Em cũng ở Hà Nội, thỉnh thoảng em mới vào á. Bữa nay vừa dịp vừa gặp anh. Cái nhà hướng Bắc. Cái bếp mình đây là hướng mà anh để qua bên đây là mình đứng mình nấu về hướng Tây. Hướng Tây. Đây không gian phòng bếp nè anh chị, này khoảng nhiêu mét vuông? Cái này thì rộng hơn phòng bà ngoại một chút xíu, đâu đó khoảng 15 đến 18 mét vuông đó. Đó, để em đi vào đây cái cho anh chị coi nè. Đó, không biết là anh chị. Cái cửa này em quên mang chìa khóa rồi. Đây thằng tao nha anh chị. Không có chìa khóa, quên chìa khóa rồi. Ở phía sau nó còn có cái toilet nữa. Có toilet có nhà vệ sinh với toilet. Có hai cái đường mốt mình hai đường bên hông nữa. Nhà này nhà gốc sẽ khe á anh chị. Đây có cái cửa sổ lấy sáng. Phía sau thì em để chỗ rửa chén nữa. Khi mà có đám tiệc thì rửa chén ở phía sau rất là thuận tiện. Cầu thang nha, cầu thang này gỗ căm xe gì nè. Gỗ căm xe nè. Căm xe nè, dán đá nè anh chị. Nói chung phòng ảnh hả, anh đi vô là thấy trang trí được cũng rộng, tối giản lắm anh chị. Em đang lên cầu thang lầu 1 nha. Lầu 1 nhưng chia thành hai phòng quá. Dạ. Đây có mạng rồi, wifi rồi. Nhà cũng tịch ảo rồi. Vừa lên cầu thang ở đây mình thấy mình có cái không gian trống anh chị. Cái phòng này thực ra là em xây là để khu vui chơi, tại vì em có hai đứa nhỏ, con nhỏ thì em muốn để cái phòng này cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Nói chung là cái phòng sinh hoạt chung cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Cũng chưa trang trí đóng tủ đồ gì nhiều. Hoặc là để phòng làm việc cho mọi người cũng có thể làm việc ở đây. Không gian trên trước là một á. Gạch đồ dán này gạch nha anh chị. Gạch với xương cá cũng độc lắm rồi. Cửa, ba cửa, một nhà bên có ba cửa sổ trên trước. Anh nhớ diện tích cái sàn này không? Cái này thì phòng này thì đâu đó là khoảng 20 đến 25 mét vuông đó nè. Rộng. Phòng này cũng đơn giản.
Này chưa gắn máy lạnh hả? Ở trên này thì em để dây sẵn hết rồi. Ở đây là gắn cái đầu máy lạnh, sẽ có cái đường dây ống đi ra. Để sẵn đường dây hết rồi. Là nói chung trang trí đơn giản thôi, nhưng mà căn nhà rất là cứng cáp lên đây. Ở đây em để hai đèn mắc ếch để sau này có một vài bức tranh nó treo lên đây. Đây em quay lại nè. Có sẵn để cái đèn mắc ếch. Đợi dưới cầu thang đi lên đó anh chị. Thì ở đây mình sẽ treo một vài bức tranh gia đình hoặc là bức tranh cây cảnh hay là phong thủy đều được ở đây, ngay vị trí này. Mà nó đã lãnh thiết kế. Thì vừa vô trong đây là mình có cái nhà vệ sinh nè. Vệ sinh ở bên hông cái cầu thang. Đồ. Chứ cũng chưa có gì nhiều, lại cũng ít ở lắm anh chị. Ồ, hũ trần. Rồi, em đi vô xuống cái phía đằng sau. Phía đằng sau phòng này thì em định xây để dành cho phòng của mẹ em. Phòng này thì đâu đó nó dao động khoảng 35 mét vuông. 30 đến 35 mét vuông. Nói chung mình gạch xương cá, giả gỗ anh chị. Nói chung không gian này về mình đóng tủ đâu này nọ, mình trang trí đồ vô cũng được lắm. Mẫu nhà này dưới sau mình có cái ban công. Ban công. Ban công này mình nhìn ra ngoài đường D15 bên bãi đó anh chị. Để em cho anh chị coi cái lối đi thoát hiểm bên hông nè. Bữa em đi dưới sao á. Bên hông rồi bên đường bên kia. Trong nhà này cũng chưa, không có đồ nhiều anh chị, cũng ít ở lắm. Đó, không gian của lầu 1 đó. Rồi, em đi nữa nha anh chị. Này lầu 2, bên kế cầu thang ở đây mình làm được cái phòng nữa nè. Làm lên lầu 2. Lên lầu 2 cũng giống vậy luôn á chị, trang trí cũng giống vậy luôn. Bên đây cũng có cái không gian trống nè. Ở đây thì cũng là cái phòng sinh hoạt. Phòng sinh hoạt nó sẽ nhỏ hơn ở tầng 1, tại vì ở trên ở ngoài nó có cái lan can. Là cái phòng này được cái là phía trước có lan can, phía sau nó có cái phòng sinh hoạt, phòng làm việc. Đây là lầu 2. Lại gắn một tay rồi phải giữ là không gian này nhỏ hơn dưới chút xíu không ạ? Dạ, không gian phòng này thì em đón chắc khoảng 20 đến 22 mét vuông. Có bằng vẽ không? Bằng vẽ thì ngoài hôm bữa em về đưa bác bằng vẽ để cho Sài Gòn. Điện đồ này nó quá đầy đủ hết rồi. Lầu 2 mình có ban công đi qua bên cái xẻ khe bên đây luôn nha anh chị. Lẫn đây, đây là những căn nhà của anh chị hàng xóm nè. Ở chút đường D11 Mỹ Kim. Bên bản là bờ hồ Cánh Sen đó anh chị. Bờ hồ Cánh Sen. Đó, bên bản nữa là có anh hàng xóm đang tưới á. Đang tưới cây. Kèn hồng. Rồi bên đây em cũng còn hai lô đất giới thiệu cho anh chị luôn đó. Ba cái. Rồi thôi để em đi lên sân thượng của con lòng. Không biết sao người ta thích mấy cái... Ở phía sau, phòng phía sau thì cũng giống như ở dưới. Phòng phía sau là chưa được xem sao á. Dạ. Diện tích nó cũng y chang như là phòng ở dưới. Cũng giống như diện tích của lầu 1. Dạ, kết cấu nó cũng như vậy. Màu gạch đây khác ha. Cái gạch này thì nó sẽ đậm hơn. Dạ. Tại vì càng lên cao thì cái em nghĩ là nó hơi nóng nên mình sẽ chọn cái gạch nó đậm hơn để cho nó hài hòa nhiệt độ. Dẫu quá ta. Nghiên cứu dữ lắm không chị. Càng mình đã cho anh xây phần thô cứng lắm không chị. Cũng hết một khoảng tỷ 8 mấy ha. Dạ. Đầu nói chung đầu nội thất chưa có vô nhiều, nhưng mà anh chị mình về ở mấy cái phòng không gian trống này nè, vô mình trang trí, mình đóng tủ, mình thiết kế mấy giường đồ trang trí đồ cũng nhiều lắm. Phòng này rộng quá anh. Phòng này rộng, phòng phía sau nó sẽ rộng hơn phòng phía trước anh. Phòng phía sau là đâu đó nó cũng khoảng 25 mét vuông và rộng hơn phòng phía trước. Cái phòng phía trước là mình chia làm hai phòng nhỏ. Cái này là nhà vệ sinh không ở ngoài? Dạ, nhà vệ sinh thì giống nhau. Rồi, em lên sân thượng. Lên sân thượng này mới đập nè anh chị. Có phòng luôn nha, có hai cái cửa phòng ở trên này. Sân thượng thì nó sẽ có một phòng ở trên bên này. Bên này. Rồi, ở đây mình có hai cái nhà vệ sinh nè anh chị.
Cái nhà vệ sinh này thì em sẽ tách đôi, một bên là dùng để đi vệ sinh, một bên là dùng để tắm, tại vì mẹ em cũng bị khớp nên là em tách ra để dự định là xây cái bồn tắm ở trong này, nhưng mà vẫn chưa có thời gian, cũng chưa làm được việc đó. Ủa sao thấy trên sân thượng cũng làm nhà vệ sinh đó anh? Dạ, ở trên này là em có làm một cái kho để đựng đồ. À, cái kho là chị. Từ xuống sau là từ sau trên đây khoảng được mấy mét à? 2 mét, 3 mét không nào? Em đón nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mà nhân cho 4 đi là 2m4. Đâu đó 2m5, 3m rồi. 3m, à, đường xa là vậy, đường xa 4m rồi. Nói chung anh Lộc cũng đi về hoài, đi về đi Hà Nội đi về hoài. Nên nhà cũng không ít người xa ở lắm. Rồi người đa số không ở. Cái này thì mình lên cho những chờ gắn máy nước nóng lạnh hết chưa? À, chưa, cái này chưa. Trên đó chỉ có cái thùng để đựng nước 1.500 lít ở trên đó. Chưa có gắn máy nước nóng lạnh. Ở giếng trời. Rồi, phòng máy lạnh luôn. Rồi làm cửa, cái cửa này làm cửa sổ đây nha. Làm cửa đây mở máy tính vào như đây hả? Cái cửa này thì em cũng đi lựa xong rồi kêu người ta thiết kế theo cái ý tưởng của em. Không, anh định lấy cái này làm gì á? Cái này, cái phòng này thật ra là trong bản vẽ là làm cái phòng thờ. Phòng thờ mà hiện tại thì nhà em cũng chưa có sử dụng cái phòng thờ nên là em có thể là dùng để ở hoặc là có khách hay như thế nào đó có thể dùng cái phòng này để ở cũng được. Hoặc là dùng phòng thờ đều được hết. Rồi. Cảnh quan xung quanh đó chị. Trên tầng thượng đó. Rồi. Kiều Lan rồi này nọ. Rồi. Dạ thì nói chung bữa em cũng chào giá anh chị đó 5 tỷ 6 anh chị với cô chú. Một nhà trong dự án Khoai Tây Eco City, thành phố sinh thái 5 sao. Đường 8m, lề 3m5. Lô góc sẽ 2 khe. Bên hầm dưới dưới 1 sao. Còn căn nhà em quay cho anh chị cô chú mình coi hết rồi đó. Anh chị với cô chú có nhu cầu thì liên lạc với em nha. Cảm ơn anh chị với cô chú rất là nhiều. Dạ nha anh Lộc. Dạ, cảm ơn anh.